Đây, đây chính là những mạch điện tử các bạn ạ, những mạch điện tử của điện thoại hay là đồng hồ thông minh thì hầu hết tất cả các cái mạch điện tử của các cái thiết bị thông minh bây giờ, các bạn nhìn thấy này, linh kiện họ làm rất chi là nhỏ luôn, lít nha, lít nhít như này, này, như đây, trên con linh kiện này nó có ghi mã số của nó, nhưng mà phải căng mắt ra, may ra mới nhìn thấy hoặc là có thể là không nhìn thấy. Trong khi đấy, các bạn sửa chữa, chúng ta có thể dùng những cái đầu mỏ hàn như cái đầu này là cũng nhỏ rồi nhưng mà nó cũng còn khá to. Nếu các bạn lấy không cẩn thận một cái con nào đó ra thì các cái con khác có thể là lôi ra cùng luôn. Vậy có một cái thiết bị nào để chúng ta có thể quan sát và nhìn rõ hơn trong quá trình mà chúng ta sửa chữa hay không? OK, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái thiết bị cực kỳ quan trọng mà anh em sửa chữa điện tử hay là anh em làm về kỹ thuật với những thiết bị mà nó có linh kiện nhỏ, li ta, thì cái thiết bị này cực kỳ cần thiết các bạn nhé. OK, chúng ta hãy cùng bắt đầu bây giờ. Và đây, đây chính là cái thiết bị sẽ giúp cho các bạn cái điều đó, kính hiển vi kỹ thuật số và chúng ta sẽ xem xem với chiếc kính hiển vi này nó có những gì và nó làm ăn được cái gì các bạn nhé một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và đây chính là nhân vật chính, một chiếc màn hình. Con này là màn hình 10 inch các bạn nhé. Và kèm với màn hình thì chính là cái đầu kính đây. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp về xem nó có những cái gì hay không. Nó có thêm một cái kính thứ hai các bạn ạ. Kính này nó ký hiệu là L và một bộ dây cát ở đây thì có một cái chân đế và có hai cái đèn led cái này chắc là cái thành đỡ bằng nhôm ở à đây nó còn một số các cái phụ kiện đây hết rồi Việc lắp ráp của cái kính hiển vi này thì nó cực kỳ đơn giản thôi các bạn vừa xem lại lắp ráp rất đơn giản đây. đây chính là cái diện mạo của nó các bạn nhé đằng trước đằng sau đây là hai cái đèn chiếu sáng này và chúng ta có thể điều chỉnh cái độ sáng của hai cái đèn này các bạn nhé ở phía dưới thì nó có hai cái à, cái giá để đỡ nhưng mà nếu các bạn sửa điện tử mà với các cái mạch to thì các bạn bỏ cái này đi cho nó đỡ vướng và màn hình với màn hình thì các bạn có thể là điều chỉnh góc để chúng ta quan sát tiện nhất được. Đây các bạn nhìn thấy ở phía sau đây, ở đây nó sẽ có một cái trục này và các bạn có thể là kéo cái màn hình lên xuống. Thì khi mà cái màn hình nó lên xuống thì đồng nghĩa với cái ống kính của chúng ta. Đây này, cái đây chính là cái ống kính này, thì nó cũng sẽ kéo lên kéo xuống các bạn nhé. Đây các bạn ở đây sẽ có một cái núm xoay này, các bạn vặn cái này ra để chúng ta sẽ dùng cái núm này để kéo lên kéo xuống này. sau đó là chúng ta sẽ chốt bằng cái nút này để cho nó khỏi trượt và các bạn cũng có thể là ngả ngả bằng cái trục đứng này, cái trục nhôm đứng này. ai các bạn thấy không? rất chi là tiện luôn. nếu các bạn mà muốn ghi hình thì cái kính hiển vi này nó cũng sẽ cho chúng ta ghi hình ra thẻ nhớ. các bạn sẽ dùng một cái thẻ nhớ các bạn cắm vào cái khe này. Các bạn nhìn thấy cái phần ở dưới này, cái phần ở dưới này chính là ống kính các bạn nhé. Bên trong của nó nó sẽ có một cái cảm biến ảnh nằm bên trong này và cái cảm biến đấy nó sẽ đi lên đi xuống thông qua cái núm vặn này. Và phía dưới này chính là cái ống kính thì ống kính hãng cho chúng ta hai ống kính. Một ống kính L thì cái độ phóng đại của nó là 8x. Và một cái ống kính chữ A này, nó ký hiệu là chữ A này thì cái độ phóng đại của nó là 200x. Thì các bạn nhìn thấy ở đây cái ống kính lờ nó ghi là 90 đến 300 mm, có nghĩa là cái khoảng cách từ cái vật ở phía dưới này với cái ống kính này nó nằm trong khoảng 90 đến 300 mm thì hình ảnh nó sẽ cho ra tốt nhất. Và các bạn muốn thay ống kính thì các bạn chỉ cần vặn hai cái ốc này ra đây. Đây là hai cái ốc đỡ ống kính các bạn vặn nó ra. Sau đó các bạn rút ống kính này ra. Và các bạn sẽ thay cái ống kính khác vào. Đây và các bạn sẽ vặn lại cái ốc để cho nó giữ cái ống kính thì để sử dụng được cái kính hiển vi kỹ thuật số này thì các bạn sẽ dùng một cái dây hãng cho một cái đầu micro USB này và một cái đầu tròn như này thì các bạn cắm này một cái đầu micro USB các bạn sẽ cắm vào cái lỗ ở đằng sau màn hình còn cái đầu tròn thì các bạn sẽ cắm vào cái lỗ phía dưới này cái đầu tròn này chính là cấp điện cho hai cái đèn led rồi còn cái đầu USB còn lại thì các bạn sẽ sử dụng cái củ sạc điện thoại 5V 2A Hoặc các bạn sẽ dùng các cái sạc dự phòng như này các bạn cắm vào Đấy mình đã cắm vào rồi thì các bạn nhìn thấy này Nó đang khởi động này Và trên cái dây nó sẽ có một cái núm điều khiển này Thì cái nút bấm ở phía trên này chính là bật tắt này Đây mình tắt nhé Thì là nó tắt này Nhấn một lần nữa thì nó sẽ bật này còn hai cái nút ở phía dưới nó là hai cái nút cộng trừ để nó dùng điều khiển cái độ sáng của cái bóng đèn này. là giảm độ sáng này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó giảm độ sáng này, tăng này. Đây, bây giờ mình sẽ soi cái mạch này các bạn nhé Cái mạch này linh kiện rất nhiều, cái linh kiện lít nhít này. Ở đây nó sẽ có một cái con mà con số nó nhỏ xíu này, chúng ta sẽ soi xem nào. Chúng ta sẽ đặt vào cái phía dưới cái ống kính này, và nếu mà mờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái núm vặn ở cái ống kính này tới khi nào hình ảnh nó rõ nét nhất các bạn nhé. đấy, thầy các bạn nhìn thấy này, hình ảnh rất chi là rõ luôn và các cái linh kiện, linh kiện nó thể hiện rất rõ ràng luôn. các bạn nhìn thấy cái linh kiện này. Uh, mà mắt thường ấy, nhìn số rất bé nhưng khi một phóng lên đây chúng ta đọc rất rõ số này 263 này. Ngoài ra ở trên cái màn hình các bạn nhìn thấy có cái núm mũi tên lên và xuống này thì ở đây nó có thêm cái tính năng là zoom kỹ thuật số các bạn nhé Bạn nhấn một lần thì nó là phóng đại lên 2x này, nhấn lần nữa là phóng đại lên 4x này. Còn đây là giảm đi này. Như vậy là với cái kính hiển vi này thì nó vừa zoom quang học mà vừa zoom kỹ thuật số. Thì với cái kính hiển vi này nếu mà các bạn sử dụng cho sửa chữa điện tử ấy thì các bạn cũng có thể thao tác trực tiếp ở trên cái kính hiển vi này luôn bởi vì cái khoảng cách chúng ta có thể điều chỉnh được lên xuống và khi mà chúng ta dùng máy khò máy hàn thì chúng ta vẫn lách vào đây để chúng ta hàn khò được. Và khi mà chúng ta hàn khò thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tấm, đây là cái tấm cao su chịu nhiệt các bạn nhá. Các bạn đặt lên đây thì các bạn hàn khò thoải mái luôn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái kính hiển vi này để chúng ta sửa chữa đồng hồ bởi vì các cái chi tiết ở trên đồng hồ nhất là cái đồng hồ cơ ấy, cái chi tiết cơ khí nó cũng cực kỳ nhỏ luôn. Hoặc nếu mà các bạn nào chơi tiền thì chúng ta cũng thể soi tiền được, rất hay luôn. Đây mình sẽ soi cho bạn cái đồng 500 này là cái đồng mà nó có nhiều các ký hiệu nhá Các bạn nhìn thấy cái số 500 000 này nhưng mà ở phía dưới này nó có cái các cái vệt gạch cạch màu xanh ấy. Nếu như các bạn nào thật sự là tinh mắt lắm các bạn nhìn thấy mới là nó là cái số nhưng mà không thì mình cứ nghĩ nó là cái gạch thôi. Đây mình sẽ xoay, xoay cho các bạn xem này. Đây nó hơi mờ, mình sẽ chỉnh cho nó nét. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Sắc nét chưa? Các bạn nhìn thấy cái gạch màu xanh ở dưới khi mà được phóng lên thì các bạn nhìn thấy nó toàn là các cái con số 500 ngàn 500 ngàn Nó viết rất nhỏ Lít nhít lít nhít luôn Bây giờ mình sẽ soi cái số 500 ngàn này Xem nó có những cái gì ở bên trong nhá Và phía dưới này xem nó có những gì nhá Đây các bạn nhìn thấy chưa Cái số 500 ngàn các bạn nhìn thấy không nó ở bên trong nó viết là các cái chữ VN, VN, VN Rất nhiều chữ VN nhỏ, lít nhít luôn đấy, Việt Nam đấy ở hàng dưới thì các bạn nhìn thấy chữ 500 ngàn Nó uốn lượn uốn lượn Còn phía trên này thì Đây là cái quốc quy của Việt Nam này Rất cầu kỳ Rất nhiều chi tiết luôn Các bạn nhìn thấy cái chi tiết của nó rất nhiều luôn Và phía trên này Đây các bạn nhìn thấy này Nó cũng ghi chữ 500 ngàn này Cái này mắt thường các bạn không nhìn thấy được cái chữ nhỏ nhỏ này đâu Hoặc là nhìn thấy nó rất nhỏ Đấy, cái cái số ở trên đồng 500 ngàn này thì nó ghi là ngân hàng nhà nước Việt Nam này Đấy, nhỏ lít ít chưa thì các bạn thấy là cái công dụng hữu ích của chiếc kính hiển vi kỹ thuật số này chưa cực kỳ hữu ích khi mà các bạn à, sửa chữa điện tử này hoặc các bạn soi tiền nó cực kỳ hữu ích luôn nhé đây mình sẽ cho các bạn xem bên trong của cái kính hiển vi kỹ thuật số này các bạn nhé thì các bạn thấy là phía trên của nó là một cái màn hình 8,5 inch cái này là cái dây cáp ra màn hình này. Còn cái này là cáp ra các cái phím bấm này. Còn đây nó là cái mạch của nó này. Cái mạch bé xíu này luôn này các bạn này. Rất chi là nhỏ thôi. Đây mình lôi cái mạch chính đây. Đây là các cái nắp chụp bảo vệ các bạn nhé. Thì ở đây nó sẽ có một cái con xử lý chính này các bạn này nhỉ. Các bạn nhìn thấy rõ luôn mã số đúng không ạ. Khe thẻ nhớ này. Đây là nguồn vào này. Đây là cái nút reset này Nếu mà nó treo đơ các bạn nhấn nút này để reset nó lại Mạch khá nhỏ luôn Ở à, đây nó còn có cả cái mic này Thì như là thu được cả âm hay sao ấy. Mặt sau đây Đây thì các bạn nhìn thấy cái thấu kính của nó nó có cái núm xoay này Và đây nó chính là cái cảm biến hình ảnh này Thì cái kính hoặc là các cái thấu kính nó sẽ cho cái hình ảnh nó nằm trong cái cảm biến này và chúng ta xoay như này là chúng ta đang đẩy cái cảm biến đi xa hoặc là lại gần để làm sao để cái hình ảnh nó được rõ nét nhất. Vừa rồi thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn về một cái kính hiển vi kỹ thuật số. Và kính hiển vi kỹ thuật số này rất phù hợp cho bạn nào chuyên về sửa chữa điện tử, nhất là sửa chữa những cái vi mạch mà nhỏ xíu như thế này. Mắt thường nhìn rất khó thì cái kính hiển vi kỹ thuật số này nó cực kỳ tốt hoặc các bạn nào mà sửa chữa về đồng hồ thì cái kính hiển vi này cũng đáp ứng được cái công việc đó các bạn nào mà chơi sưu tầm tiền hoặc là sưu tầm những cái đồ mà nó rất chi là nhỏ thì cái kính hiển vi này các bạn cũng nên có tuy nhiên với cái mô đồ này là AD209 thì cái độ zoom của cái ống kính lớn nhất nó là 200x không biết là hãng có cho ra các cái ống kính rời bên ngoài nó có thể lên tới hàng nghìn x hay không nếu như mà nó lên tới nghìn x hai nghìn x hoặc là ba nghìn x thì quá tuyệt vời nói chung là đối với cái công việc của một anh em sửa chữa điện tử thì cái vật dụng này cực cực kỳ cần thiết do đó nếu anh em nào muốn mua thì các bạn có thể là mua theo cái link ở phần mô tả video đây là cái link mà mình đã mua cái sản phẩm này ok cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau